để thu hút khách du lịch đến đà nẵng giữa lúc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trên thế giới ngành du lịch thành phố đang truyền thông mạnh mẽ hơn nữa với các đối tác khách hàng về điểm đến đà nẵng an toàn Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực trong việc triển khai chặt chẽ quy định bảo đảm an toàn phòng chống dịch và đến thời điểm hiện tại có khoảng trên 50% khách sạn trên địa bàn thành phố đăng ký cam kết thực hiện quy trình này. Trên 250 doanh nghiệp du lịch và 16 khu điểm du lịch hiện đã đăng ký và ký cam kết thực hiện chặt chẽ quy trình phòng chống dịch. Sở Du lịch cũng như cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng đã tuân thủ và triển khai chặt chẽ quy trình an toàn phòng chống dịch sẵn sàng chào đón du khách